này đi này. Chào group. Đây, những cái bông hoa ở bên Thái này là giống như là để mang lại cái sự may mắn đó. Đó. Thường là người ta cũng hay đeo vào cổ những cái bông hoa này. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương trên đất nước Thái Lan. Đây đang là sảnh chính của khách sạn. Phía bên tay trái là nhà hàng. Còn trước mặt của cô bác anh chị là những cái chú voi xinh đẹp của đất nước Thái Lan. Trong buổi sáng hôm nay thì Tuấn Dương sẽ mời quý cô chú anh chị cùng với mình, chúng ta sẽ đi du lịch. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi ra một cái hòn đảo. Thường là buổi sáng thì các đoàn sẽ đi chơi từ khách sạn, sau khi mà dùng buffet xong thì sẽ đi chơi nhé. Ở đây hôm nay thì mình thấy có rất nhiều du khách, trong đó là du khách các cái nước Trung Đông, du khách Ấn Độ. Ở bên này các bạn này, trước mặt đây là có các cái trạm sạc xe điện đây. Đôi khi có những lúc mà hết chỗ đậu thì mình thấy một số người Thái Lan họ cũng đậu xe sai quy định, tức là ở đâu cũng có, nó do cái ý thức của con người các bạn ạ. Khách sạn mình ở đây là khách sạn Ramada. Rồi, mời cô bác anh chị chúng ta cùng lên xe. Bên này thì có chiếc xe Mercedes-Benz. Đây là cái nhóm khách bên này là những cái người Hàn Quốc, nhóm khách Hàn Quốc. Còn xe của mình đây, Thái Lan 90 300 362. Anh tài xế đấy. Dạ. Đây giờ mời cô bác anh chị lên xe này, độ loa, cặp loa nhìn quá đẹp luôn. Đây, nội thất của xe và nội thất của xe này. Xe này rất là rộng. Thưa cô bác anh chị, đây là các con tàu phía trước mặt là Amazing Cruiser. Chúng ta đang có mặt ở bến tàu để chuẩn bị đi ra đảo Phi Phi. Dự kiến cái thời gian khoảng 2 giờ đồng hồ thì sẽ tới đảo Phi Phi. Kia các bạn nhìn, đây cũng có một con tàu đang cập bến. Số khách đa số là khách Tây có gì chưa có ở trên cái chuyến tàu này nhé các bạn. Rất đẹp. Sau 2 tiếng
tiếng tàu khởi hành, bây giờ chuẩn bị ra tới ngoài đảo rồi các bạn này. Nhìn phải nói là cái công suất của cái tàu này rất là mạnh nhé. Nó tạo thành cái sóng nước về nhìn rất là đẹp. Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong một video du lịch về Thái Lan của Tuấn Dương. Thưa quý cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở đảo Phi Phi các bạn ạ. Đây là những cái con tàu để đưa khách đi ra. Có một số tàu là đưa khách về đất liền, có một số những cái con thuyền này là các bạn này, chào Play Tour này này, là cái thuyền gỗ sẽ đưa khách đi để ngắm san hô này, đi ngắm san hô, rồi những cái
tour này thì có một số cái tour là đưa khách đi gọi là gì, lên đảo khỉ đi vòng vòng. Đây bãi biển, biển ở đây thì nước rất trong nha các bạn. Đây phía trước những các cái tàu của người Thái này các bạn nhìn này, có những cái bông hoa họ kết vô để có lẽ là để cho nó mang lại cái sự may mắn. Lát xíu thì mình cũng sẽ đi tắm. Bây giờ thì sẽ đi bộ vòng vòng dưới bãi biển một chút để mời quý cô bác anh chị chúng ta tận hưởng cái không khí của biển. Ở đây các bạn này, có những cái ghế, có những cái ghế này cho chúng ta ngồi đu tới đu lui. Đó. Này, cô bác anh chị nhìn này. Đó, ngồi lên trên này, đu tới đu lui. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video chia sẻ những hình ảnh đẹp về đất nước Thái Lan. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở đảo Phi Phi. Thưa cô bác anh chị, thì sau khi mà đi tàu cỡ khoảng hơn 2 giờ đồng hồ ra tới đảo Phi Phi thì tụi mình dừng lại để dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong thì Tuấn Dương sẽ đi một vòng xung quanh đảo Phi Phi Police Station. Phía trước mặt là Phi Phi Police Station, là cảnh sát ở khu vực này đó. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi một vòng quanh cái khu vực đảo để chia sẻ những cái hình ảnh đẹp của đất nước Thái Lan. Đây các bạn là những cái con tàu bằng gỗ. Thì hồi nãy có một nhóm sẽ đi cái tàu gỗ này ra ngoài để ngắm san hô. Ngắm san hô. Mình thì lát xíu mình muốn tắm nên là mình không có đi ra ngoài ngắm san hô. Đây những cái bạn mà thuê cái thuyền gỗ này đi này. Chào group. Đây, những cái bông hoa ở bên Thái này là giống như là để mang lại cái sự may mắn đó. Thường là người ta cũng hay đeo vào cổ những cái bông hoa này. Wow, trời ơi các bạn ơi. Đây là những cái tàu gỗ. Đây đang là khu khẹt nha các bạn. Lát nữa thì mình sẽ thay đồ đi tắm. Bây giờ đi vòng vòng đây coi có cái gì đẹp đẹp thì quay clip gửi các bạn. Hôm nay là tụi mình ăn buổi trưa đó. Là tụi mình dùng buffet tại đây. Khung cảnh cũng khá đẹp nhé. Có những cái bức tranh nhà kiểu người Thái. Rồi cái chiếc thuyền. Để đi bộ vòng vòng quanh đây. Xem có cái gì hay hay thì sẽ mua nhé. Cái hình những cái chiếc giỏ chất nơm này. Assembly area.
đây hình những cái con cá nẹp bằng tre, con vẹt. Đó. Hình những con cá này. Finish room, phòng tập thể dục. Rồi bên này là hồ bơi. Đi sâu vào trong thì cũng có khách sạn nha các bạn. Đi sâu vào trong. Ở đây thì mình thấy hàng rào làm từ cái cây cây si, một cái loại cây kiểng ở Việt Nam, người ta trồng là bonsai. Nhưng ở đây thì những cái cây này được cắt tỉa để làm thành hàng rào. Đó, lối này là đi vào cái khu nghỉ dưỡng này. Resort. Đây có hồ bơi. Khu này là cái khu resort nghỉ dưỡng. Giờ mình sẽ đi ra ngoài nhé. Ở đây trước khi đi vào nhà vệ sinh đó, thì các bạn lưu ý một chút là trước khi đi vào nhà vệ sinh thì có một cái bảng thông báo hướng dẫn là chúng ta phải rửa chân trước khi đi vào nhà vệ sinh. Thì hồi sáng lúc đầu mình đi thì mình không để ý cái bảng đó, nhưng mà có một bạn ấy nhắc thì mình mới biết, vì cái bảng treo hơi khuất. Chào Coffee Fee Hotel Resort. Mấy người trong đoàn chụp hình. Iceland Drive. Chọn sai Thái massage. Rồi còn đi sâu vào trong này, Hobbiton's Viewpoint, Turnam Village. Thôi mình cứ đi loanh quanh ngoài biển thôi. Ra đây nếu mà massage chắc là sẽ rất thích. Xíu có thời gian thì mình sẽ đi massage. Đây có một cái cây đa rất lớn nha các bạn. Người ta cũng quấn những cái vải xung quanh nó. Fifi banana. Đây chắc cả sẽ đi loanh quanh dọc bờ biển này. Những cái tàu gỗ này sẽ chở khách đi ra ngoài để tàu gỗ chở khách ra ngoài ngắm san hô. Này cái đoàn Ấn Độ đi cùng mình buổi sáng này.
Đây, các tour bằng nhiều thứ tiếng, tiếng Nhật, tiếng Nga. Đây, các khu mua sắm. Người đang sâu những cái chuỗi hạt. À, cái khu bán đồ lưu niệm. Chanh. Bán nón. Khăn. Đảo Phi Phi áo. Đây, các cửa hàng bán đồ thời trang. À, driving info. Đây là chắc bán cái tour này, tour lặn biển này. On side by, đây là bản đồ cái ngôi làng Phi Phi. Đi một vòng này, free wifi, ở trong cái bán đồ ăn hát phạt thái, đây là món ăn truyền thống của địa phương. À, phạt thái 60 bạt. Quần áo thì coi cái nào đẹp mình sẽ mua. Copy and printing. Thái than cake. Than cake. Cái khu trồng này cũng khá đông. Honor Phi Phi. Gần như ở đây thì mình thấy là
thoáng mát sạch sẽ. Em cắt này. Có nghe cả tiếng pizza. West House. Đây, chơi pizza, chọn pizza, chơi trong này. Aladdin, Aladdin, West House, Tom Yum Yum. Nó sạch sẽ nha các bạn. Tuy là người ta ở trong những cái nhà đơn giản nhưng mà thấy nó sạch sẽ. Ở phía trước có cái mini mart. Mini-match. Học tắm. Quần áo này. Ô. Này. Ở đây có hai cái bãi. Đây có một cái bãi biển nữa này các bạn. Mình cũng không biết gọi nó cụ thể nó như thế nào. Đại loại thì có một cái bãi phía trước, một cái bãi tiếp ở phía sau. Đây tầm bán đồ bơi, kiếng bơi, quần áo bơi. Này, Adidas. Wow, giờ đây mát quá các bạn ơi. Wow. Princess Charlie. Về lối này là tourist information. Để tắm ở đây có vẻ ok hơn này. Cái bãi tắm bên này mình thấy là sóng nó mạnh hơn. Đấy, thì đây các bạn nhìn này, những cái con tàu thân gỗ. Đó. Phía ngoài này thì nhiều người đang tắm và tắm nắng. Rồi, chúng ta sẽ đi bộ dọc những cái bãi biển này. Rất là đẹp. Cũng có những cái vỏ cây nó bị rớt. Ở đây chúng ta có thể mướn các cái kayak này để chèo kayak này. Đây, một anh ấy đang chụp hình dùng gia đình này. Mọi người thì tắm trong cái phạm vi cái phao vàng trở lại thôi.
đấy thì có những cái vỏ cây nó đổ xuống rồi nó rơi rớt vô trong. Đây mọi người tắm nắng này các bạn này. Cát trắng. Đây, đồ ở trong này. Rất là mát mẻ. View đẹp quá luôn. Các cái bãi tắm ở Thái Lan. Đây là đảo Phi Phi. Nước biển rất là xanh nha các bạn. Đi thẳng quẹo trái là Princess Restaurant, Secret Garden Pool, Lay Beach Club, The Mary Restaurant, Charlie Kitchen and Bar. Còn quẹo phải là Romance Deli Restaurant. Rồi chúng ta đi nhé. Ở bên này có những cái ghế. Có những cái ghế để chúng ta nằm. Cũng có nhiều gia đình thì đưa con đi chơi. Đây các bạn nữ nước ngoài thì mình thấy là các bạn ấy hay tắm nắng, là nằm giải một cái khăn ra biển, sau đó rồi nằm ra để phơi nắng. Đồ nghề các thứ để trên cát, người ta muốn có một cái nước da rám nắng. Rồi chúng ta đi ra ngoài nhé. Rồi mình sẽ quay lại. Đây thì Tuấn Dương thấy khá là sạch sẽ, trông là không thấy người ta vứt rác thải, không thấy vứt rác thải nhiều. Đây, cái khu này thì là bán quần áo. Hai bạn này đi rất là yêu đời. Đây, cái chân váy, cái quần đó nhìn cũng khá đẹp nha các bạn. Bán là quần áo, khăn, túi.
hồ bơi. Trời, bộ này chắc ông Tây mặc, mình cho mặc không vừa luôn. Bamboo bông, cái này là cái điếu cày giống như Việt Nam này. Bamboo bông kho kho 50 baht. Quần, nón, nón lá. Đây, những cái áo choàng kiểu để tắm. Bắt đầu có những cái đoàn khách khác lên. Đây, những cái đoàn khách bắt đầu tới. Tiki Lanta. Đây, những khách tới thì có xe của những các cái nhà nghỉ và khách sạn sẽ ra đón. Thợ đang sửa máy. Các quán ăn food drink. Nước ở đây rất trong nha các bạn. Các bạn thấy này, nước ở rất trong nhé. Wow, nước mát quá. Nước rất trong. Mình còn nhìn thấy cả có các con cá luôn. Đây là cái khu cái quầy bánh pizza. Phi Phi Harbour View Hotel.
có những cái chiếc xe điện nhé, xe điện xe điện cấp cứu Fifi Harbourview Hotel. Đây, mọi người mặc đồ bơi chuẩn bị đi lặn biển này. Đây chắc ra lại cái khúc bờ biển hồi nãy này các bạn. Đây là những các cái xe mà người ta người sẽ kéo nhé, người để hành lý cho khách vô đây, xong rồi người sẽ kéo. Tên là An Cho. Đây mọi người, và đây chụp hình để chơi chèo thuyền. Cũng có những cái tàu gỗ đi ra ngoài. Thôi mình sẽ quay lại nhé. Tickets Abi về Phuket có từng các cái chuyến đi đấy. Khao Nang, Khao Yao. Có nhiều người nói là về cảnh đẹp của Thái Lan thì của Việt Nam mình cũng không thua kém gì, thậm chí có những chỗ còn đẹp hơn. Nhưng mà cách thức tổ chức và khai thác du lịch thì của Thái Lan về dịch vụ để làm tốt hơn mình. Thì cô bác nào đã từng đi Thái Lan nhiều lần thì hãy cho Tuấn Dương cái cảm nhận nhé. Bên này chủ yếu thấy người ta trồng cái cây si làm hàng rào. Ở đây thì mình cũng rất ít thấy người bán hàng rong nha các bạn. Bán hàng rong không biết đây bên này có bị cấm hay không.
các kiểu tóc, massage. Các bạn thấy lượng khách du lịch đi đây cũng khá đông nhé. Seafood, Thai food. Các cái thùng rác công cộng. Từng ống cái khoan nước thì họ làm ở giữa nhé các bạn, cái cống ở giữa. Tour information booking center. Tranh đồ lưu niệm. Thôi đi một vòng vậy thì cô bác anh chị chúng ta coi giờ mình sẽ đi ra cái bãi tắm. Bãi tắm của tụi mình rồi. Mình sẽ tắm biển. Ooh.